Thưa quý vị, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh đã tổ chức liên hoan khiêu vũ trung cao tuổi mở rộng và họp mặt giao lưu lệ kỳ hàng năm các câu lạc bộ khiêu vũ đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam lần thứ 35 năm 2023. Buổi liên hoan khiêu vũ trung cao tuổi mở rộng đã thu hút hơn 400 thành viên đến từ các câu lạc bộ đội nhóm khiêu vũ trên địa bàn tỉnh và đội nhóm và câu lạc bộ khiêu vũ của 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam. Tại buổi liên hoan, các đội nhóm và câu lạc bộ đã khiêu vũ trên các nền nhạc tango, bachata. Đây là bộ môn thể thao mang tính nghệ thuật lành mạnh, không chỉ có tác dụng nâng cao sức khỏe mà còn tạo động lực tinh thần để người trung cao tuổi vượt qua mặc cảm tuổi tác, sống vui sống khỏe. Cùng với buổi liên hoan khiêu vũ là hoạt động trưng bày giới thiệu ẩm thực đặc trưng của Bến Tre của Chi hội ẩm thực xứ Dừa nhằm góp phần quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của đất và người Bến Tre đến bạn bè trong và ngoài tỉnh. Qua buổi liên hoan khiêu vũ trung cao tuổi mở rộng kết hợp ẩm thực xứ Dừa nhằm đa dạng hóa các loại hình giao lưu nghệ thuật, hoạt động văn hóa cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống về thể chất tinh thần cho quần chúng nhân dân, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các câu lạc bộ đội nhóm yêu thích khiêu vũ có dịp gặp gỡ giao lưu học tập kinh nghiệm, tạo sự gắn kết. Đây cũng là dịp họp mặt giao lưu lệ kỳ hàng năm của các câu lạc bộ khiêu vũ đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam. Dịp này, ban tổ chức đã tặng cờ lưu niệm và trao quyền đăng cai họp mặt giao lưu khiêu vũ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam lần thứ 36 năm 2024 cho thành phố Cần Thơ.